Xong hết trơn cả nhà, chỉ đợi tới giờ là mình xuất phát qua tới Lò Quẹo thôi. Còn bây giờ trời cũng chuyển mưa cả nhà ơi, đây trời mưa sấm sét luôn. Buổi tối nay sẽ có bắn pháo bông nha cả nhà nha, bắn pháo bông ở chỗ nhà bảo tàng đây, cổng ở đây rồi trước cổng cổng mình trước nữa. Anh này là đẹp trai nhất trong 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 chùa Sóc Sâu luôn nè. Nói chung mọi khâu là cũng chuẩn bị cũng gần xong rồi nha, chỉ đợi tới chiều với các nà ri lại rồi mình sẽ xuất phát đi đi Lò Quẹo, rồi sau đó đợi người đó đợi tượng Phật người ta đưa tới Lò Quẹo, sau đó mình cùng nhau thỉnh đi vào chùa nha. Mình xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà quay lại lọt video tiếp theo của mình. Đây sau một cơn mưa, bây giờ là khuôn viên của chùa sẽ như thế này đây. Các vị sư và một số bạn cùng một tay để quét dọn cho sạch sẽ chỗ khuôn viên chùa. Sau một trận mưa thì nó lầy lội như thế này đây. Còn bây giờ tất cả các nà ri tập hợp cũng gần đầy đủ rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà chúng ta cùng đi một vòng nha. Bây giờ nhà chùa cũng dần dần đem đồ ra ngoài để chuẩn bị làm lễ cả nhà ơi. Giờ xin mời cả nhà nha. Quá khẩn trương rồi. Hồi trưa thì cũng có bà con Phật tử lại quét dọn cũng nhiều lắm cả nhà, nhưng mà mưa thì gió rồi một số lá cây nó cũng theo cơn gió nó bay xuống cho nên dơ như thế này đây. Với một phần mấy ngày trước cũng trời nắng cho nên sân chùa cũng hơi dơ, sẵn mưa này sẽ làm sạch luôn. Mình cũng thấy tội nghiệp cho mấy cô mấy chú ta bán đồ trước cả nhà, mưa này là thôi chắc ế. Hy vọng là từ đây tới tối là sẽ không có mưa nữa, để bà con Phật tử người ta qua chùa chơi cũng vui, và các chú các cô bán đồ cũng được hơn, chứ tình hình bây giờ là thấy cũng tội nghiệp cả nhà. Trong đêm nay là ở trong
ngôi bảo tàng này là chỗ quan trọng nhất. Tại vì trong đêm nay sẽ thỉnh tượng Phật Mã Hoàng đem cho ngài an tọa ở trong đây. Cho nên mình mới nói là trong đêm nay thì chỗ nhà bảo tàng này là chỗ quan trọng nhất trong đêm nay. Chứ không phải là trong một ngôi chùa là nhà bảo tàng này quan trọng nhất, là không phải như thế nha. Nói chung sau một trận cơn mưa thì tuy là không khí nó không có ánh sáng nên hình ảnh nó không mấy gì đẹp thiệt, nhưng mà nó sẽ làm cho khuôn viên sạch sẽ hơn. Tuy là nó hơi trơn một chút nhưng mà không sao. Có người người chú kêu, phải kêu bằng chú bằng anh vậy nè. Dạ. Bây giờ trời cũng bắt đầu mưa lâm khâm nữa cả nhà ơi. Bây giờ hiện tại thì mấy nơi đi cũng đang tranh thủ để lưu lại những phận khách làm lễ hôm nay, để sau này có những tấm ảnh để làm kỷ niệm. Lại mưa lâm khâm nữa cả nhà ơi. Nghe chùa thông báo là khoảng cỡ gần 4 giờ thì sẽ tất cả là đi sẽ từ từ đi qua lò quẹo để đón thỉnh tượng Phật đi vào. Bây giờ mình xin mời cả nhà chúng ta cùng đi qua bên cổng nha. Đây trời giờ này trời cũng mưa lâm khâm đó cả nhà, cũng tội nghiệp cho mấy bà con buôn bán nhiều chưa được gì hết trơn mà đặt trời mưa rồi. Đây hai bên đây buổi sáng thì trời nắng cả nhà, nắng chang chang luôn, sao chiều là đầu mưa rồi. Cười lên coi trời. Cười lên cái phải cười lên. Cười lên coi. Ôi, cười lên coi. Cười ca coi. Đứng lại đi. Quay mặt lại kiểu đó. Hy vọng là mưa một chút xíu nó mưa. Mưa sẽ không lớn. Chỉ mưa vậy thôi. Đây mình ra tới cổng rồi cả nhà. Đây mình ra tới cổng rồi, mình cùng đón bà con dân Bông Bạc vào nha. Thơm lạnh á, thơm đã từ từ lạnh á. Đây là trời mưa nha, mà cũng có một số bà con Phật tử phương xa cũng lại thăm nè cả nhà. Trời mưa quá cả nhà. Bây giờ bắt đầu mưa tặng nắng hạt hồi nãy rồi. ថាយហើយថាយហើយថាយហើយអូខ្ញុំមកខ្ញុំមកប៉តៃតែប្រសងហ្នឹងក៏បានតតរបស់ឡាយតាដែលនៅស្រុកកំពូលយើងនៅភូមិជើងភូមិមោងប៉តៃផ្កាហ្នឹងយកជប់ប៉តណាប៉តឡាពីយ៉នណាប៉តឡើងអបផ្សេងយកទៅនោះ
ngày đi thì ngày chơi ngày về ngày cũng có bà con ngày về gia nấu là thương cũng mong mà à bèn mòn còn ba lần thôi mau cả ở trong trong cam mau vì thi văn để phát theo thì sai mình phát tử rút phát để ma co phát tử rút mày đi còn ba lần thôi mau coi ở xa to để chụp qua để dây bèn mòn còn ba lần thôi mau không để qua cổng đường lên chơi vô kéo bông gòn đá bào đây kéo bông gòn đá bào đây. Trời mưa quá cả nhà chắc trơn quá. Đây đó, diện mạo của ngôi chùa Sóc Sâu đây đẹp không? Còn phía bên này giống như là một chai đường nha cả nhà, bà con Phật tử là viếng chùa ai cần ai đói bụng thì vào đây sẽ có nhà chùa có chuẩn bị cơm nước để phục vụ bà con sẵn sàng. Bà con nào cảm thấy đói thì cần đi vô đây. Giờ cũng đến đến giờ để mình chạy qua lò quẹo cả nhà. Đây bà con Phật tử cũng cũng bắt đầu cũng loại bỏ đi nè. Xin chào nha. Bằng một chân tao à. Tao như mình tục vô đuôn tam thể, tục đuôn tao cũng tục. Mẹ ơi, tao thỉnh Phật mặt lách liền. Xin chào. À, cầm bóc qua hoa. Dạ dạ dạ. Bây giờ cũng tất cả các người đi với bà con Phật tử cũng đi ra nha. Mình cùng nha đi tới lò quẹo để mà mình thỉnh Phật vào chùa nha. Hello hello. Hello. Cười lên coi. Rồi, chụp được hết trơn à, yên tâm. Đang chụp luôn nè, vừa quay vừa chụp luôn nè. Ok. Vừa quay vừa chụp luôn rồi, xong nó mình lấy. Nhớ chỉnh chút em rồi kìa. Rồi. Chụp hình nè, rồi, vậy dính rồi đó. Cái đi bình thường nó vừa quay vừa chụp. Giờ quay giờ chụp luôn. Ghê nó cả chụp mình ăn đây. Từ từ không sao. Thank you.
người đi luôn cả nhà. Trời ôi ôi cả nhà, hy vọng là trời không có mưa. Trời ôi gì được coi, mình không không cần giấy đâu. Vậy cũng được rồi, nhưng mà đừng đừng có mưa thêm. Tông khang na đã khang đông, để qua bên ngoài đừng để bên trong nha. Chừng nào có xe chạy ngang thì mình dỡ lên cho thẳng. Chừng nào không đau hoặc là tân dân đã phải cho lăng ở trong. Ê cái gì vậy? Trời ơi. Cả mất cả thôi, cái nó cả cái ngại à, ngại à. Mấy khi nó khỏi nó lạ nè. Ngại nó kìa. Giờ tất cả cũng ra tới lò quẹo cả nhà. Không biết xe của Thịnh Thật về tới chứ cũng chưa biết nữa. Luôn tầng 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 chưa ra tới là cả nhà. Đây mình sẽ quay một vòng tất cả bà con tập đợi với các nào đi nha. Đây. Hello chưa. chưa ra tới cả nhà cho nên bà con Phật tử cũng đứng một nãy khá đông đây để sẵn sàng thỉnh ngài ban cà pro prarup nấu cam bì thi hai hòm am đầm nai nấu cà cốt bát đầm má cà ăn trung cà đầy đầy riêng món món bì thi cùng cùng sướng nấu cà tê cam bì thi ban cà hai 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 cà tê cam b
để qua tỉnh ngày đi vào gần sửa nha. Đây bên này cũng đội chim mông cũng đang sẵn sàng ở đây, nhạc ngũ âm này nào cũng sẵn sàng ở đây hết trơn rồi nha. Trời ơi, mặc áo mưa đi luôn. Ai làm lăng? Đây. Cũng đang thần đứng ở đây. Sao không có công an nào người ta điều tiết giao thông hết trơn trời. Hãy cầm lên quá. Nếu chúng nghĩa chúng ta làm hai hàng thì để từ hai bên một hàng thì chúng ta để cao lên đấy, đừng để đụng để gì đi, cao lên gì đi. Tại đường mình nó hẹp, người nó đông, người xe cộ nó nhiều, người đường trơn chợ nó gì, chúng ta quan hỷ làm cho nghiêm chỉnh. Nghe, nãy chúng ta nói là rồi. Là xe chúng ta nói dễ cùi nhảy người mà bây giờ mình làm tới thật sự. Nếu người trơn nghĩa, chuẩn bị tinh thần hết trơn kia. Tôi mạ là mơ thì nè. Này, mình thuyền tới kia tam pha đâu. Cả ba thuyền thuyền nè. Lòng ta nó thuyền đi. Hãy cùng bác đặt tan cái hộp mưa này. Hãy cùng bác đặt tan cái hộp mưa này. Hãy cùng bác đặt tan cái Hãy subscribe.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.